Lộc Nguyễn mến chào quý anh chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái căn phòng khách phải nói rất là đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng và hiện đại không quý anh chị, với một phân khúc nhà chỉ có hơn 1 tỷ sổ hồng riêng nha quý anh chị. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn để chúng ta đi tham quan căn nhà này, chi tiết và cận cảnh nó đẹp như thế nào nha. Anh chị ơi, hiện tại á, thì Lộc Nguyễn đang đứng trên một cái con đường rộng 3 mét ha quý anh chị. Và hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái căn nhà có diện tích là ngang 3,6 m, sâu vào là 11 mét, nằm cách quốc lộ 50 á quý anh chị, với tầm khoảng 300 mét thôi. Và nhà chúng ta thì nó đối diện khu công nghiệp Tân Kim nha quý anh chị, khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Thì quý anh chị có thể là đứng ngay cái đường quốc lộ 50 bơ, cái đường quốc lộ 50 á, quý anh chị đón xe buýt tuyến số 47 và tuyến số 9 thì nó sẽ chạy lên bến xe buýt quận 8, chỉ tầm khoảng 10 km thôi nha quý anh chị. Nên cái căn nhà này Lộc thấy rất là đáng để cho quý anh chị tham khảo để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha, với mức giá chỉ có hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Thì Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị ha. Đó, con đường này rộng tầm 3 mét nha. Đi vào bên trong đây thì phía cái đường ta chúng ta đã được ốp gạch rất là sạch sẽ ha, có đường cống thoát nước rất là đầy đủ luôn. Nhà chúng ta thì có kiểu thiết kế theo hình mái Thái truyền thống ha quý anh chị, với cái tông màu rất là nhã nhặn, tông màu xám đậm và màu xanh lam ha. Đó, ở phía bên ngoài mặt diện quý anh chị Lộc thấy là đã làm cho quý anh chị cái mái tôn ra rồi nè, có máng sói luôn đó, có đầy đủ, làm cho cái căn nhà chúng ta nằm tuy nó nằm ở hướng Tây Bắc nha quý anh chị nhưng mà nó rất là mát luôn nha. Đó, nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nào đang cần tìm nhà hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào không gian khu vực phòng khách nè. Cái nhà này Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình nào mà vừa mới ra riêng á, hoặc là mình đi rất là phù hợp cho những gia đình có 4 đến 6 thành viên chúng ta ở ha. Đây, đi vào bên trong khu vực phòng khách nào quý anh chị. Đây, một khu vực phòng khách nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn. Đó. Ở đây thì bên tay trái là một cái bộ ghế sofa nè. Thì căn nhà này của anh chị chủ vừa mới gọi cho Lộc Nguyễn để đi review. Thì Lộc Nguyễn gọi buổi sáng, thì buổi chiều á Lộc Nguyễn đã đi quay cho quý anh chị rồi. Đó, căn này á, là anh chị chủ mua là tính ở quý anh chị, nhưng mà là do bận một số công việc trên Sài Gòn á nên nên rao bán lại. Đó thì Lộc thấy là anh chị chủ rất là chi tiết luôn. Bàn thì có những cái cây rất là phong thủy, nhìn rất là đẹp ha và sáng. Trên trần là trần dực cấp. Đó, có một cái điểm nhấn là cái khu vực đèn chùm nhìn rất là sang luôn. Cùng với hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng khách của chúng ta ha. Và tường á, đã được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị nè, tầm khoảng 1,5 m nha quý anh chị. Đó, có những cái bức tranh rồi những cái đèn tiếp hai. Đó, làm cho khu vực phòng khách chúng ta nó sáng trưng lên luôn nha quý anh chị. Thì thông qua video này Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và theo dõi kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để nhằm chọn lựa những cái vị trí đất hoặc là những căn nhà đẹp và giá cả phù hợp với tài chính của mình ha. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị ạ. Ở đây là cái khoảng không gian khu vực tường, nó ngăn cách giữa khu vực cầu thang và khu vực phòng khách ha. Ở đây thì anh chị chủ cũng đã trưng bày những cái vật phẩm và lưu niệm nhìn rất là đẹp mắt. Rồi, tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ạ. Khu vực phòng vệ sinh á, thì tường đã được ốp gạch cao lên tới trần cho quý chị luôn nè. Ở đây mình thiết kế rất là thông minh ha, tiết kiệm cái phần diện tích ở dưới khu vực cầu thang để chúng ta đợi những cái vật dụng và linh tinh. Những cái khu vực mà đồ dơ á, chúng ta để ở khoảng không gian đó không quý chị. Rồi bồn cầu, vòi sen, rồi kính đã được lắp sẵn đầy đủ hết cho quý chị rồi. Đó, thì về căn nhà này Lộc thấy chỉ dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi, không có làm gì thêm ha. Và đây là cái khu vực bếp, Lộc Nguyễn rất là thích cái khu vực bếp này ạ. Làm cho mình là tủ bếp trên với tủ bếp dưới hình chữ L nè, nó vừa đủ cho chúng ta đứng tầm khoảng 3 người nha. Và nước ở đây chúng ta xài á, là nước sạch ha, nước của công ty nước Hà Lan là nước máy, nên quý anh chị an tâm cái nguồn nước ở đây rất là sạch luôn. Và bên tay trái có ống nước vào và ống nước ra, trên đây thì có ổ cắm điện rồi. Thì với vị trí này chúng ta để máy giặt ở đây ha. Đó, rồi khu vực bếp thì Lộc thấy tường nó được ốp khá là cao cho quý anh chị luôn nè, với cái tông màu xám làm điểm nổi bật khu vực bếp của chúng ta ha quý anh chị. Và đặc biệt Lộc Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian trống này nè quý anh chị. Với khoảng không gian trống này Lộc thấy rất là thoải mái và thông thoáng luôn, bởi nó có một cái cửa sổ phía sau nè để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha.
khu dân cư xung quanh thì người dân sống rất là đông đúc và san sát nhau rồi. Khu vực này rất là an ninh luôn quý anh chị ơi. Cái khoảng không gian này thì quý anh chị nào mà nhà đông thành viên, nhất là có người lớn tuổi hoặc mẹ bầu, thì chúng ta cũng có thể thiết kế một cái khu vực phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho người lớn tuổi ha. Ở đây nè, chúng ta có thể làm cái khu vực thạch cao xuống ha quý anh chị. Đó. Còn nếu mà nhà ít người thì chúng ta để không gian này trống và để thêm một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 6 đến 10 ghế luôn quý anh chị ơi, nên rất là hợp lý ha. Ở đây thì anh chị chủ cũng đã treo một cái bức tranh nè, rất là đẹp luôn. Nói chung căn nhà này là anh chị chủ mua để ở, nhưng mà là do bận một số vấn đề nên anh chị rao bán lại ha, với một cái mức giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. Thì tiếp theo Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực cầu thang, đi lên lầu 1 để tham quan cái căn phòng ngủ phía trên nha quý anh chị. Anh chị ơi, anh chị hãy nhấn một nút like và một nút đăng ký kênh cho Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày, để cho quý anh chị có thể là nhiều sự lựa chọn hơn về những cái mẫu nhà mới đúng tài chính cũng như là đúng nhu cầu của quý anh chị ha. Các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn di chuyển lên đó quý anh chị, nó khá là ngắn nè, nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta bước lên khu vực cầu thang này. Và từng bậc cầu thang đã được ốp những cái lát đá hoa cương rồi, nên nó rất là sạch sẽ cũng như là quý anh chị đi nó sẽ rất là mát chân ha quý anh chị. Tay vịn được thiết kế bằng gỗ căm xe nha. Khu vực cầu thang thì nó có một cái đèn chiếu sáng ở khu vực cầu thang, khi mà chúng ta bước lên đây chúng ta bật lên thì sẽ cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực cầu thang của chúng ta ha quý anh chị. Đầu tiên là cái căn phòng ngủ rất ư là rộng luôn quý anh chị ơi. Căn phòng ngủ này nó rộng tầm khoảng 30 mét vuông nha quý anh chị. Với cái tông màu xanh lam nè, trên trần thì có một cái điểm nhấn màu xám đậm ha. Khu vực dưới sàn được ốp bằng sàn gạch bóng kính với cái tông màu trắng và có những cái hoa văn họa tiết với màu xám nè, nhìn rất là bắt mắt ha. Và đặc biệt có một cái cửa sổ như thế này. Lộc Nguyễn rất là thích những cái nhà mà có cửa sổ ở trong căn phòng mà nó làm cho không khí đói luôn mát mẻ hơn nha. Và lắp sẵn cho quý anh chị những cái hệ thống rèm cửa hết rồi. Đó. Cửa phòng chúng ta làm bằng chất liệu là cửa gỗ căm xe nha quý anh chị. Cách âm rất là tốt luôn ha. Quý anh chị ơi, Lộc Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa. Vị trí nhà của chúng ta là nó chỉ cách đường quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 200m thôi. Và quý anh chị di chuyển lên bến xe quận 8 bằng trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm 8 km nha. Và đặc biệt là nhà chúng ta là vừa qua cầu Ông Thình, quý anh chị đi tầm khoảng 500m thôi thì sẽ nhìn mé bên tay phải có cái chốt văn phòng đó, chúng ta quẹo qua và đi 200m nữa là sẽ tới nhà. Nói chung cái vị trí này rất là gần các quận nội thành như là quận 8, quận 7 ha. Và đặc biệt là nhà chúng ta gần một khu công nghiệp rất là lớn là khu công nghiệp Tân Kim ha quý anh chị. Khu nghiệp Tân Kim mở rộng là từ vị trí nhà quý anh chị đi ra quốc lộ 50 á, thay vì quẹo trái thì đi lên quận 8 thì quý anh chị quẹo phải đi tầm khoảng 200m, nhìn mé bên tay trái thì quý anh chị sẽ thấy khu công nghiệp rất là lớn là khu công nghiệp Tân Kim ha quý anh chị. Nên những quý anh chị nào mà muốn sở hữu căn nhà này để đầu tư thì cũng rất là hợp lý. Với một căn nhà như thế này thì quý anh chị cho thuê một tháng từ 2,5 triệu đến 3 triệu một tháng ha. Và đây là cái phần phía ban công nè, đã được hòm bao lại tường rào, nhìn rất là chắc chắn ha. Khu vực phòng ngủ thứ hai này thì nó sẽ có hai cái cửa, thứ nhất là cửa sổ và thứ hai là cửa chính ha quý anh chị. Vừa rồi thì anh chị cũng đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi, quý anh chị thấy như thế nào ạ? Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin căn nhà này ha. Vị trí nhà của chúng ta nó chỉ cách quốc lộ 50 tầm khoảng 300m và đối diện khu công nghiệp Tân Kim mở rộng nha quý anh chị. Và từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, bến xe quận 8 bằng trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm khoảng 10 km thôi. Diện tích nhà chúng ta là ngang 3m6, sâu vào là 12m nha quý anh chị. Nằm ở hướng Tây Bắc, với một cái mức giá mà anh chị chủ gửi cho Lộc là 1 tỷ 480 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Và cái giá này quý anh chị vẫn còn được thương lượng với anh chị chủ luôn. Thì quý anh chị nào thấy mẫu nhà này hợp mắt hợp nhãn với mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn và số hotline trên màn hình 077-201-0726 để đặt lịch đi xuống tham quan căn nhà này thực tế. Khi mà quý anh chị ưng vị trí, ưng thiết kế nhà rồi,
thì Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng giá với chính chủ luôn. Nên quý anh chị yên tâm là cái giá sẽ rất là sát so với thị trường luôn nha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc, có nhiều, có thật là nhiều tiền ha, để sớm sở hữu cho mình những cái bất động sản thật là ưng ý nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.